Hello, xin chào mọi người. Trong video clip này mình sẽ chơi cái anh chàng đẹp trai mới được chỉnh sửa nhan sắc ở viện thẩm mỹ viện thẩm mỹ ở bên Thái Lan về trở về. Đã được đắp vào cái bộ da thịt rất là đẹp trai, trở nên một thành hot boy của Liên Quân Mobile. Đó chính là anh chàng Arthur của chúng ta. Tên cũng được đổi mà nhan sắc thì cũng đã nên chung là mặn mà hơn. Rồi, không ổn. Nồi xíu nào anh em ơi. Rồi thì bạn lại cướp bùa thế này. Có cục máu ấy. Chẳng lẽ mình ăn? Đúng rồi, ăn luôn. Phải ra hỗ trợ team chứ thực ra mình không muốn ăn cục máu ấy đâu. Thôi thốn. Rồi có máu hồi luôn. Bảo vệ nào, gấu ơi. Rồi khổ thân, dừng team mình trận này không được farm. Bởi vì quấy phá của hai thanh niên này rất là khó chịu. Rồi, uầy. Chạy đâu? Phí cái bộc phá của mình này. Ok, mình hôm nay sẽ làm video clip về vị tướng Arthur theo phong cách Calendo là full tank nha em. Rồi, gấu chúc Zuka gặp mà Arthur đứng là người tắt điện. Arthur chính là một trong hai vị tướng có khả năng khắc chế Zuka. Ba vị tướng có khả năng khắc chế Zuka rất tốt. Ở để khắc chế được Zuka để solo lên thì các bạn có thể dùng Malok, có thể dùng vị tướng Zephyr, hoặc là có thể cũng dùng vị tướng Arthur này. Đó, ba vị tướng có khả năng gọi là solo đường với Zuka rất là tốt. Đó, đuổi xạ thủ team bạn về mà không về à? Ok, để chơi tốt vị tướng này anh em phải tiêm max chiêu 2 trước. Bởi vì lượng sát thương chính của vị tướng này ở giai đoạn đầu game và cái khả năng lên đồ tanh thì anh em phải max chiêu 2 rồi. Ok, dùng kỹ năng rất là dễ thôi và như là kích hoạt chiêu 1 nào vào đập tướng địch sẽ áp sát luôn. Sau kích hoạt chiêu 2 xong anh em nếu mà tướng địch bỏ chạy thì anh em có thể dùng chiêu cuối để truy sát. Chiêu cuối các bạn có thể dùng để phá chiêu những vị tướng khác, kiểu Gidu phá chiêu những vị tướng Gidu này, bắt tướng áp sát tướng xạ thủ và sát thủ tiền bạn rất là tốt. Rồi thôi xong rồi, Zuka đến vét máng kìa, bổ lên Zuka ơi. Ok, wow, một pha bổ luôn vào trụ. Murat cũng khắc chế Zuka rất là tốt nếu còn đầy nguyên kỹ năng nhá. Còn bộ kỹ năng ý. Rồi và để tối ưu cái lượng sát thương của cái con vị tướng này thì anh em dùng cái combo kích hoạt chiêu 2, chiêu 1 và chiêu cuối nhá. Dồn chiêu sát thương liên tục luôn. Như vậy thì sẽ dồn sát thương tối ưu trong một pha combo. Nói chung là combo thì nó lý thuyết là như vậy. 1-2-3. Hết sức đơn giản anh em ạ. 1-2 đánh thường 3. Bởi vì đánh thường sẽ dùng chiêu 1 sẽ áp sát tướng địch mà. Rồi, không ăn được cái con chim như này. Zuka làm sao solo được với vị tướng Arthur này. Young,
Chuẩn bị có hồi chiêu lại lên bazooka anh em. Có chiêu cuối bazooka rất là dễ. Anh đẹp trai đến đây. Zuka chưa chịu về ạ? À? Zuka chưa chịu về, ok. Chạy đâu? Rồi thì chạy đâu. Còn ít máu thì đừng nhờn với Arthur nha anh em. Còn ít máu thì hãy về đi. Đừng có đứng trước mặt Arthur mà phù về này, đứng múa kỹ năng, múa cột các kiểu bà la. Chết ngay lập tức đấy. Chiều cuối của Arthur chuyên để cái hết mạng mà anh em ạ. Nói đùa thì thôi, chiều cuối thì một tiêu chính của anh em là để phá chiêu tướng địch này, truy sát tướng địch này. Rất tốt. Và với sự kết hợp với combo đồ áo choàng băng giá và áo choàng thần ra, đó là hai nguồn sát thương chính của vị tướng này từ các món đồ. Còn đâu thì đồ khác thì mình sẽ nên full đối thủ tiếp, truy sát nào, bổ, chạy, rồi giật quay lại à, ây chạy làm sao được, bye bye. Bây giờ vị tướng này được tăng rất nhiều cái tốc chạy ở cái chiều thứ nhất anh em. Chạy nhanh hơn rất nhiều. Rồi. Một bé. Hai bé. Rồi. Thôi sao miệt Murat không chết à? Rồi, không chịu về còn quay lại đánh nhau mình. Quá xanh rồi anh em ạ. Rồi, rất hay. Ở đây là đồ trang bị full tank anh em, nhưng mà lượng sát thương thì vẫn rất là ổn định. Đây là vị tướng được rất nhiều bạn thích chơi ở cái phiên bản khi nó ra mắt anh em ơi. Hiện tại thì ít chơi nhiều rồi. Bổ luôn, Inumia phải áp sát ngay và lập tức. Inumia bị áp sát thì xác định là lên bảng đánh số anh em ạ. Còn vị tướng điệu nhất, bà điệu của Nekotoba này thì không hề có chiêu chạy nào cả. Rồi, chặn đầu. Chạy đầu, á, à, thanh niên dần lưu đến sau kìa. À, để được lượng vàng cũng là cũng nhiều, các bạn phải đào lên, đi farm tất cả các lên nhá. Thì lượng vàng của anh em mới được nhiều, mới hơn hẳn đồng đội và hơn hẳn team bạn được. À, cái việc anh em ôm pha một đường thì lượng vàng chẳng được bao nhiêu đâu. Muka, Murat, Luka, ôi team bạn đồng quá. Thôi xong mình rồi, chiêu cuối pha đấy, ôi. Tôi đừng no. Đừng làm thế, oai bộc phá hụt mày quá. Ôi thôi được, chặn đầu mình rồi. Ô còn chiều cuối của Mia. Ôi quả này quên sinh luôn này. Rồi nó đâu rồi? Ây thôi. Ngu người. Rồi mình sẽ lên cái phản đam.
À, Yoga thì bạn ăn được mạng của mình quay giàu luôn. Thanh niên tự nhiên giàu, sướng thật. À, mạng chấm dứt 11 mạng thì lượng vàng rất là lớn nha anh em. Chắc là mắc 800 rồi. Wow, choáng kinh quá. Wow. Tim ơi, tim. Phải đợi sát thương ở sau mình lao vào. Wow. Cục quá. Tao bị mất chiêu rồi anh em ạ. Lúc bay xuống mà bị phá chiêu bị làm choáng thì mất chiêu ngay, tức. Tôi nghiệp 3.000 đô tìm bạn. Rồi, không bị phá chiêu rồi. Chỉ sợ bị phá chiêu thôi. Mù rát thế. Người theo hương hoa mây mù giăng lối, ngàn phương khói phôi phai nơi bước ai xa xôi. Mênh mông mình ta vẫn thương hồi ức trong đêm chiều mưa buồn. Gấu Yuka. Gấu Yuka. Một bé rồi. Đi sát được bé Murat này. Wow, bắn không mất máu, bắn ui, bắn 400 máu, chứ bao giờ mình chết. Kinh công rồi mọi người ơi, trời ơi. Tim ơi, tim ơi. Wow. Ở cái trận đấu này thì phần thắng thì thuộc về team mình khá cao rồi, chuẩn bị băng trụ nào. Hổ báo lên, hổ báo lên các bạn ơi. Azuka thì bạn có hổ báo hơn cả mình. Nào ầm ầm. Một mình truy sát mấy người liền, sợ thật. Lên nào, lên nào. Lên nào. Chạy đâu rồi? Ý mất cái chiều quá ôi. Thôi. Không còn gì để nói nữa. What the kill cho AD thì mình. Endgame nào, endgame mà các bạn ơi. Các bạn có thể thấy tăng trụ rất là lâu. Mãi mới chết. Chết nhưng mà mất cái giáp hồi sinh của mình chẳng thấm vào đâu. Và ok, video clip mình chơi vị tướng à... châu bò, khá châu bò cho nên tôi mài đến đây hết. Chào các bạn nha.
hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.